trực tiếp là lên thầy Tuấn. Chẳng đọc là còn còn Việt Nam nhưng mà biết bao nhiêu là tờ báo coi như đăng tải lên không giấu được đâu, học sinh nó muốn không lên rồi, học sinh nó muốn nè. Nói như là giấu thì không giấu được cái sự việc này, giờ coi như báo chí nó vào cuộc rầm 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 để rồi làm sao giấu này. Quan trọng là cái mức xử lý của thầy kia là như thế nào coi như là. Để lấy pháp luật người ta xử lý. Đúng rồi, mình có mình hay được. Không có quyền công giờ pháp luật xử lý rồi, tòa án này kia có cách người ta điều tra, như điều tra ra làm thế nào cái này phải không phải là 6 tháng tạm giam 6 tháng nếu mà giờ mà xong thì xử thì thế được. Cha phải xét mỗi cha nguyên nhân rồi hỏi tới luôn cái chuyện đó không à, mà nhưng mà anh hay cái chỗ cuối cái gì của tôi thì nó sẽ không có gì, mà anh chỉnh ngang bắt đầu có nó bóc ra, nó cứ hỏi tới hỏi tới cái phân ra phân ra ngoài biết được thế nào rồi. Nói chung là cái nghiệp vụ của công an thì quá giỏi rồi, mình thì cái nghề có đứng đầu cờ nào thì đứng đầu, coi như vô trong nó là khai ra hết à, thì nó là cái tác tác động đến tâm lý rồi nó bắt được cái khai khai bữa trước mình khai một khác bữa sau khai khác, rồi đó là con nào mày mình hai bữa sau khai cũng vậy, mà tuy nó dễ lắm đủ cái 3 ký để em đi ở cột một cái này nó là thật sự tôi nói là nó liên quan cái mạng trong con người nó có rồi. Ma túy thì anh 1 ký là thì bao nhiêu năm, 2 ký là nói chung là nó có khung sẵn rồi. Dễ rồi, giờ là một gram nó là coi như trị giá bao nhiêu là nó có rất là hai kinh tế có cái anh thấy không, cái hình sự thì nó có nhiều tình tiết, ví dụ như bức tưởng cho một người nó có gì hai mặt trong đúng không, đúng rồi nó phải coi kỹ này, nếu mà anh cố tình là giết người anh phải đổi cho mặt người ta, nếu mà anh không cố tình giết người anh có một áp lực nào đó nó tác động lên anh thì coi như là nó phải xét lại, nói chung mà ngũ sát nó lại khác, nó xét lại cái nữa rồi cái tình tiết nhỏ nhẹ chỗ nào anh đầu cú cái nào nó nhiều tình tiết đó, tình tiết tăng năng rồi tình tiết giảm nhẹ, có tình tiết giảm nhẹ cho anh dạ. Rồi luật sư bên bên bị vào cái bên này đúng rồi đó, có cái luật sư để vào giữa để bên chuyện trong cái chuyện này lẽ phải luật pháp thì bao giờ cũng không có cái kẽ hở, ông luật sư ông này ông có học luật nhiều thì mấy người kia chỉ coi là định tội đó, điều tra sẽ hỏi trong định tội, trong định tội đó nói thì có những tình tiết mà luật sư họ nghiên cứu được, họ nói ra những thật đúng thật sai để rồi người kia người ta nghe, người ta hội thẩm nhân dân người ta nghe, người ta đúng, người ta mới có phát biểu cho mấy ông viện sát giảm án cho người ta đó. Tôi có lần bạn làm vụ án nói đủ nghe đã lúc này đó, nói chung là hiểu được luật biết được luật nói là bên mê thằng tôi ta có biết thằng làm tòa án nó đủ là mua về nghe nó nói gì luật pháp đủ tôi nghe hết chết tôi hay lắm luật pháp này, cái là luật pháp không có ngoài vấn đề gì cả, không có cần nào đi đâu, không có cần gì thành dân có tiền nó giảm bớt cái gì, nhiều nói chung là cũng nhiều kẽ hở lắm, kẽ hở luật thì nó ra là coi như chính xác 100% chứ không sai đâu, sai con người đâu, sai lòng người, sai lòng người. Thì
7 8 cây đó. 6 cây. 6 6 cây. Rồi cái tổ mấy cây nữa. Đấy. Từ đây vô kia cũng qua hai mấy cây đó, hai mấy cây luôn. Làm thầy cũng có một đời làm thầy cũng dạy dỗ em bé em nhưng cũng có công đức nữa rồi thôi cậu mong cậu rất chưa có nó tướng nhập nó bự con cái bộ này không hay con gì ờ hay bự con nữa bự con của này bự con hôm kia đó hai thằng ngang ngang nhau nghe tuần này ba thầy thể dục mà thì trường điểm trường chuyên mà nó phải có nhiều thầy nữa. Ngày nào cần điểm luôn đó rồi. Điểm của thành phố à. Ngày nào mất điểm không phải trường điểm. Điểm mà phải đam những cái sự việc này thì cũng như là những tụt lực, tụt chung điểm không như thế. Điểm trưởng là coi như là trong hàng rồi đó. Phải tốn một mớ nó mới đi ngồi đó được. Khổ vậy. Giáo dục cái chuyện gì mình ta bây giờ đưa thầy tính tới tuần một thời gian. Nếu như mình đưa tới trường mà không học sinh ra chào là coi như cũng đấy có mình em phải đứng nói chuyện con sinh ra để đứng nghe chuyện nói chung là phải có học sinh tới thì coi như chắc lớn lớn trường lớn đó. Trường lớn lắm mở ra trường lớn lắm nghe đây nè điểm thành phố mà còn ngay đây chỗ chân cầu này luôn mà ba này cả ba này đó nó lũi qua đó để chậm chậm đó, đó mấy cô ra đó mất khô mà học sinh mất học rồi đây là ngay cái trường của tướng vậy không đứng ngang đây thôi à ngang đây đứng một xíu à bé này bé này bé này bé này
không có vỏ luôn nha, đóng mẹ đâm đi đâu có thắng là hàng quánh lại đó. Ừ, đánh đại đi xong rồi bắt đầu bắt tay về một thiếu rồi hai thầy về đó, đáng lẽ là hai ông kia quánh nhau trước rồi, ông chết này là mấy mà cũng quen bạn với ông bị quánh. Rồi ông chết này mới hăm dọ ông ở tù á. Tiếng hăm dọ chạy không luôn giỏi. Đó, thì lời khai của có người đâm chết á. Có lời hăm dọa. Rồi ông nội mới thủ cái dao trong mình là để bồng thăng có lỡ bị đánh có dao móc ra. Rồi vô gặp ông này ông cười mà vậy. Lời em khai với chứ làm như là người ghét điếc mà làm ghét giọng ấy vậy đó. Đúng. Liệu như khi giải đó. Kiểu vậy. Và ông này cũng vô cái mặt chính cho cha ấy tinh thần cho nó tỉnh táo rồi má mà vô và rửa mặt còn cũng không tỉnh nổi. Ra rồi má vô kiếm ông thầy Tấn Quốc luôn. là cái lời khai của người bị hại. À người đâm á. Nói chung là theo lời khai của hung thủ còn bị hại thì thì điều tra tí công an điều tra vô hỏi học sinh cô giáo vòng vòng. Là ông thầy kia là chích mic đi, không phải là chích mic với ông thầy nào. Ông với khiến ông này mới biết ông ngoài gãy sụp cái mũi ông kia rồi đó. Như ông kia mới biết ông này tấn mà ông chết rồi nè mới biết là mấy đầu mấy gà là ông kia mấy binh ông kia mà hăm dọ ông ở tù á. Hăm dọ ở tù mà không ngờ ông ở tù ông đua trước. Ông chưa kịp đánh ông đua trước rồi. Mà giáo viên mà như đây cũng không được anh không nhận đâu. Đúng rồi, giáo dục mình nhìn mình làm những cái chung nhau mình nhìn nhục nhau một tí. Cả một cái thế học sinh mà cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi bắt đầu phát triển là coi như ấy đâu cấp hai mà nó là dạy học sinh rồi đó là cấp hai mà cấp hai lớp 6 lớp 9 là cái lứa tuổi nó là ấy, dễ nhiễm thì dễ nhiễm lắm. Tôi nói với tôi được học sinh chứ không chụp vô cái lỗ này nghe người hát rồi ganh gái rồi đánh lộn bạn bè rồi nó cũng lộn chừng lấy đâu cũng như có nhau rồi nào giờ mình chừng đâu rồi bây giờ có chung là ban giám hiệu nghiêm và yêu tử nghiêm thì học sinh là coi như là có cái sơ được. Nếu học sinh mà có cái gì phải là kỷ luật ngay giờ mày giáo viên mà cái đánh nhau ở trong trường mà cái nó không xin được gãy răng không kỷ luật không đồ gì để sau này xảy ra những cái sự việc đau lòng về thì như xong thì xảy ra những đau lòng mới truy cứu mới điều tra xét hỏi cái đó là đúng rồi muốn nói bắt một mặt là người người ta phải ngăn ngừa cái lúc mà cái như mới bắt đầu xảy ra người ta đã ngăn ngừa rồi khi mà xảy ra rồi này tôi cái đứa nhỏ cái như đấy kìa bao nhiêu nỗ lực bao nhiêu là mình dùng sức bao nhiêu ước mơ ước vọng trong cuộc đời bao nhiêu thứ chấm dứt cả hai ông luôn cả hai ông luôn hai con người rất là em gái. Thôi nhà cụ đã bay xa rồi nè về đến nhà các cụ đi cụ thì coi bao nhiêu chết rồi ước vọng gì nữa mơ mộng gì nữa. Nói chung là với chín nhát thì ít nhất là coi như cùng phải trung thân là cái chứ không phải bình thường 20 năm trở lên đó 20 năm trở lên 20 năm xong thì cũng hết cuộc đời rồi nay 40 rồi 40 rồi 60 rồi 60. Không được đốt cháy tất cả.
mòn mỏi một cuộc sống nó bình quản sinh vật sinh hoạt trong cái chìm nén luôn. Lửa thiêu của đó địa ngục trong mình, cái mình chìm nén địa ngục mình, để làm sao mà không để cái gì xảy ra đối với mình buông xuống hết được, coi như là mình sống khỏe sống vui, chứ không phải đi khỏi mình để cái chấp nhận cái chìm nén trong cơ thể mình có. Nói chung là buông bỏ đó, sống về hòa đồng, sống với con người nghèo thì người ta mới cần mình có cái đạo, có cái đi tu hoặc cái chùa của mình. Với những người đó mình định mình học hỏi những cái điều lành, một điều tốt, đường yêu thương trong đó với ai đâu mà giáo dục bây giờ nó không chú trọng về cái phẩm giá con người, đạo đức con người, nó chú trọng về công ty và cái đạo. Từ cái đó nó nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn, có nghĩa là giành nhau với nhau á, đưa cái chỗ hàng này đi giành nhau với nhau, cho nó thật sự không. Như tôi biết là hai ông thầy là không muốn thể dục, nó có mâu thuẫn nhau trong cái đám học dạy học trò. Giáo dục phải coi này, giáo dục thể chất là một cái quan trọng, nhưng đạo đức con người nó còn quan trọng hơn. Nó cũng là quan trọng nhất là cái đạo đức nữa. Hồi xưa tôi đi học á, cái môn đạo đức nó dạy cho con người ta đến nơi chốn, đúng rồi. Những bài học đạo đức nó kể cả quan trọng lắm, quan trọng lắm. Phải thương yêu nó, phải dạy con người nó nên thấm nhuần con người, đúng rồi, thấm nhuần. Ngày nào cũng nhiễu vô thì quá nó sẽ thấm, đúng rồi. Mà đằng này không có nhiễu vô toàn như là đủ mấy hút cát hút đất bỏ cúp không phân học lái xe mà học đạo đức nữa đó anh chị. Vậy sao bất kể cái nghề gì cũng phải có những cái đạo đức hết, trên nền tảng đạo đức, cái nghề gì cũng vậy hết. Học sinh bây giờ thầy giáo bây giờ toàn dạy như vậy. Môn đạo đức bây giờ đổi tên thành môn gì, môn gì, môn giáo dục công dân, giáo dục công dân nó là môn đạo đức. Cái môn đạo đức, ngày xưa mình hiện nay là chỉnh lý á. Giáo dục công dân bây giờ nó giáo dục công dân nó bao gồm cả những là may mặc rồi nấu nướng trong đó, không có phải riêng đạo đức nào. Giáo dục công dân Kiên Giang già nó sẽ quá lớn. Covid bay vào ảnh hả? Thầy giáo mua bà gì mẹ đây đây là cầu miếng là chưa là miếng chứ qua à? Nhà nó kêu qua hay đâu đủ mẹ mới chứ mua bà à? Nó kêu hoài kéo hoài à, làm miếng đi. Nói ra thì bây giờ cái nói gì hai em này nó quán dân cùng tiếp nhận gặp nhau rồi nhận nhau là quốc nhà tới thời điểm nó quốc nhau rồi cái điểm thời điểm nào đó nó chín mùi cái nó chín mùi thì hai bên là phải sát hại lẫn nhau rồi để đạo lý người ra đi thôi. Khổ nhất là những người ở lại. Cái đó kia ở lại nhưng điều tôi nói ông nghe ông suy nghĩ cặn kẽ không chuyện thì cái gì cũng có tuổi nó vậy. Cái đó đúng không? Cái gì cũng có tuổi thọ của nó. Cái đất mình đấy tinh tú cái vũ trụ này có tuổi thọ của nó chứ không có phải con người ta là khác thôi. Đúng rồi. Vũ trụ bao la nó còn có ngày nó diệt vong, cái đất này cũng ngày mặt trời cũng ngày sụp đổ. Có người ta sống gì mà cuối cùng này cũng phải ra đi tới đi con đi cháu đi tập đi chích mà đủ mà tỷ nữa nó cũng phải xóa xóa sổ rồi. Thế nên là có buồn xếp này để cuộc sống mỗi người ở lại cho sống thật nó tốt hơn tốt hơn nữa. Đó là một cái bài học của chúng ta. Cái này là cái gương để được. Hai bạn cũng nghĩ như mình nghĩ nói gì cái xã hội đâu có luôn luôn. Bây giờ mấy con người này người kia mấy xã hội nó mấy vậy. Cho nên là cái anh thầy bây giờ tu hành tu thì nó có cái này cái đường nó sai được, nhưng thật sự con đường đi của họ cuối cùng dạy được đường này để quyết cho nó. Mấy ông Phật nói rằng các
môn này có 94 ngàn pháp môn, 84 ngàn pháp môn mà ông nói ra cái đất này nên còn cũng sẽ có ngày dịch vong rồi, ông nói chỉ biết gần mấy chục ngàn năm nay rồi còn lúc tới cái bây giờ sao còn chứng minh được. Mình phải theo như cái này, cái người dẫn đường thì sai con đường, đường này mình chán cái đạo, cái đạo nó rất là cái bệnh này đường mà cái thế giới mà tâm linh mà khoa học đàng hoàng chứ không có là mê tín đâu, mê tín đâu. Giúp cái đạo Phật, đạo Phật thế là rất là dễ gì sẽ khoa học đàng hoàng đó, là tôi biết tôn giáo cũng vậy, cao đài họ cũng vậy, đạo tiên đạo Phật đạo gì cũng tưởng cũng vậy, tất cả những con người trong cái này cũng vậy, cái điều tốt là đúng rồi, đi sai đường. Nói chung là đạo nào cũng hướng cái con đường, con đường đến con đường, đúng rồi, con đường là chân thiện mỹ tốt đẹp, nhưng mà người ta cứ đi sai đường đâu, đạo là con đường chứ đạo cái gì đâu, đạo là đường, đạo là đường, đạo là con đường, đạo đường đi, đi sai thì phải thôi có lần đó. Nói về anh chị đường này đường gì ở Trung Trực tí xíu nữa tới chỗ mà đưa xuống thì hãy sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Thì nãy giờ những lời chia sẻ cũng như là cái hành trình đi thì cũng còn rất là xa, thì có gì thì hãy sẽ cập nhật và quay tiếp cho cả nhà mình ở cái video clip kế tiếp nha. Xin cảm ơn cả nhà mình, kính chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị mình nha. Ở phía ngoài này cô chú đi đưa thì rất là đông luôn cả nhà. Về đi. Qua đường đời thì giáo 41 tuổi đăng lên mà cuối cùng chết đâu hay á. Còn nhiều hướng vọng phải không? Còn nhiều mơ mộng phải không? Ừ. Còn nhiều cái mấy đằng sắp mấy đằng 60 năm chết cho lẻ cái rồi. Ừ. Dạ lai rượu mà. Dạ lai. Đem phù đem ngoài dạng. Ở đâu quay cho tổ đâu? Gần 60 rồi. 59 nè. Đứa con của thầy đang nhỏ quá. Một xíu rồi, mới chút xíu. Một đứa một. Tốt bố tử hay có dạy trẻ. Chắc có vơ đang trẻ quá rồi. Dạ bự ngương hả? Chắc mà hai mấy mà. Biết nữa. Là ẩm đứa con đó, ẩm đứa con nhỏ đó. Có dạy dạy con ương với con quá. Em. Em hả? Con gì phải lớn đó nổi. Cái người áo sọc đó là em. Ừ đúng rồi. Con hơn á chắc em á. Không, con á, à, bà cho vợ á. Con gái, con nội, con gái lớn á. Vợ. Dạ. Vâng. Dạ, dạ. Con gái nữa. Con gái gì vậy bà? Con gái đeo mất kiến á, là gái. Đứa mà gái con trai tay là đứa con gái đó. Đứa con đó. Có một đứa con trai à. Con đeo mất kiến nhỏ con gái đó. Rồi, cái bà chồng là ai? Em. Bà đó là em gái. Vợ bự hơn là vợ không? Ừ. Vợ, dạ, nó nói vợ mà. Con gái đâu mà. Ôm, ôm đi hơn là vợ. Thì mày nói cho ta biết tao không biết mà. Biết. Không nói, không nghe hả? Ờ, trời trời, ổn đi. Còn người mới hơn là vợ hả? Không. Tại nó
không ly hôn mà nói con gái. Mấy ông nữ chạy không ly hôn con gái chứ gì đó. Con trai. Ờ vậy mà nó cho nói chuyện lớn tiếng vậy. Ra quỷ ông Trần hả? Bao hết vườn hả? Đi dọc hết vườn nào, hết vườn về. Mày chạy qua cho Văn Liêm ở bên Quy Tâm hả? Ờ, qua bên cho Văn Liêm bển gì, cái trường học gì. Kêu cầm xuống lái đi. Lại ba tài rửa xe luôn. Không nói chú lái là có thằng lái à, chú đây. Chú lái, chú lái cũng không? Chú lái. Không mấy là đặt để chú lái đi. Không có gì chú lái luôn. Bên quá ông thầy lái lái. Ờ, thấy không? Chú lái mình được. Không phải lắm. Cũng tạm không đi qua đây chạy. Không không. Anh tắt liền lại, anh tắt rồi anh biết liền. Đi cái cho gió. Được rồi, đám 200 400 ngàn còn 150 được vậy. À, chắc vậy thôi, chắc khó thế nào quá à, không biết nó sắp xếp sao, biết nó sắp xếp rồi có để bảy ra được. Bữa ông cánh đốc bệnh viện đó là ông cũng có bác sĩ gì ta đi ra đứng trên nhà đó trời luôn. Mấy lớp chủ nhiệm của thầy á, nào lớp chủ nhiệm của thầy thì ra đứng thầy này, để dọn tiền cũng phải có chủ nhiệm ra lớp. Nghe chưa ơi, xíu rồi. Đó là đang kiềm chế mà đó kiềm tiền. Đó là 8-9 giờ bây giờ. Nóng quá, nóng nặng quá con. Nóng nặng quá. Thế thì sửa đâu? Cái dòng khí hình thật nó rút hết. Bên dưới là đường nhỏ nè. Ở rừng. Ờ, đây nó có cái dòng mà đắp cho bạn, cái kính dạy cho bạn gì đó. Đây ra đây nè. Như ai ổn mì với Hoàng An hả? Dạ. Đưa ổn mì hả? Đây ta mua sao em vợ em chuyện chứ xa lắm đây xe quá rồi. Dạ. Mà là từ nhà ta mua xa hả? Đi được đi lên này hả? Ờ, tại đây là mình đi tới trường chào trường rồi đó chứ. Ờ, à, đúng rồi. Đi quần gốc chung kia đó. Ờ. À. Đây là chờ thầy ra trường, tỉnh viên trường. Trường thì đang học sinh thành ra rồi, nên anh em sắp xếp học sinh ra chào. Đi trường nó đang giỏi mà rồi còn chạy người hạ bậc rồi, mất điện đi đua, mất điện rồi. Tại ra cái việc như vậy là mất điểm thi đua của tỉnh luôn. Mất điểm là mất điểm chứ sao giờ? Rồi nhân dưỡng cũng tương lai á. Đâu có ai cuối đâu, ai đâu ai muốn. Làm cái chuyện công tác như chúng cái công tác mà hạn chế không được mà cho mình học sinh. Đúng rồi. Nói rõ là cứ nói lọt chút đi, mình mới bỏ mà đâu làm được cái chuyện này. Nhưng mà có uống lọt chút đúng không? Nó kia xúc cái mũi luôn. Nó cầu cổ rồi nó dậy rồi nó đang nhảy 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 rồi nó đang nhả
một tới luôn, thấy một nhát còn ngay tim rồi, một nhát thì ngay tim luôn, xong rồi nó rút nữa, rút rút thêm mấy phát nữa, nó 9 phát rồi, à, 8 phát rồi. Hàng này điện nó biết à, mỗi đường mỗi đường vô coi gì mình hút điện thôi. Nó con dấu này chắc thủy á, là anh đi điện nào đấu điện nó điện nè, cho trước nói chuyện trước đi, trước mà đến mình đẹp trai không đó, nói vô đàng hoàng nói có cơm rồi. À, khúc này thì là đang chuẩn bị lên phía trên cầu các nhà. Em à, đây là cảnh ở dưới miền Tây các nhà ơi. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà Hải đưa đám của một người thầy về ở miền Tây luôn á. Hà đi thực hiện chương trình thì cũng rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên luôn cả nhà. Ngồi trên xe thì các chú bên khâu mà mai táng á, các chú ấy chở đi ra trên này. Cả nhà nhìn thấy là hơi bà con đi theo rất là đông luôn cả nhà. Đúng rồi. Ở phía xe trước là có 4-5 chiếc luôn đó nha, đông lắm. Hồi nãy có chạy qua bên trường luôn á, cô giáo rồi học sinh có mấy bạn cũng chạy ra đó. Nên cũng chạy ngang qua đó cho thầy Tuấn nhìn trường, nhìn lớp, cũng như là cho thầy Tuấn đi vòng quanh những con đường thầy hay thường đi. Xong rồi đó thì sẽ chạy ra ngoài ở bên Nghĩa Trang để ai đến với thầy. Thì đây là mỗi câu chuyện mà chấn động, thật sự là rất là chấn động cả nhà. Thì nào giờ chưa có nghe cái thông tin, chưa có những cái câu chuyện nào mà nó hãi hùng như câu chuyện này. Một thầy giáo mà lại dùng cái không khí làm con dao để giải quyết cái mâu thuẫn của mình chính với người đồng bạn đồng nghiệp của mình. Thì điều đó là một cái điều mà cần phải lên tiếng. Mình không thể nào mà mình để cho cái câu chuyện này nó êm được và cho Hải được biết, và theo cái khung hình phạt cao nhất thì cái sự nghiệp của cái ông thầy giáo giáp này, tức là cái người mà hung thủ, thì chắc chắn rằng sẽ chịu cái khung hình phạt cao nhất luôn cả nhà. Điều đó là điều rõ ràng rồi. Ở đây có đi ngang qua những cái trung tâm, những cái nơi mà cũng như là đi cho thầy Tuấn đi một vòng những cái đường lượng lớn của chỗ này. Hiện tại là con đường Nguyễn Trung Trực nằm ở thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang cả nhà. Cho thầy Tuấn đi một vòng, coi như đây cũng là lần cuối cùng mà thầy được ngắm nhìn. Và lần này thì thầy không có tự mình lấy xe chở gia đình hoặc là tự thầy đi được nữa, tự thầy đi, mà coi như rằng là thầy phải nằm trên cổ quan tài, và người thân cũng như là bạn bè, bà con hàng xóm láng giềng cũng đi cùng với thầy. Thì đây cũng là một cái điều mà Hải không biết nói như thế nào nữa cả nhà. Cảm xúc của Hải bây giờ nó lâng lâng, nó phát đạt lắm cả nhà ơi. Hải nghe được cái tin thầy giáo bị mất, mà vì chính người thầy giáo của mình, bạn thân của mình suốt bao nhiêu năm, mà coi như là tâm như vậy, thì thực sự ra mà nói thì không còn cái lời lẽ nào để nói nữa cả nhà. Đây là con đường lên cái cầu lớn của thành phố Rạch Giá nha. Đây là cầu Rạch Sỏi. Vậy là tí xíu nữa sẽ đi qua ngay cái trung tâm chợ cũng như là bến xe.
xe ra ngay vòng xoay trước mặt cái nhà mình, đi xíu tới vòng xoay, vòng xoay lớn của thành phố Lịch Sử. Con đi theo rất là đông cả nhà ơi, con đi đông. Cũng mong rằng là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, người nào gây ra tội thì người đó sẽ chịu cái khung hình phạt của pháp luật. Cũng mong rằng cái vong linh của thầy sẽ được yên nghỉ cả nhà. Chứ mà vong linh mọi thứ biết rằng là rất là oan ức đó, nhưng mà thôi thì gì chuyện thầy, mong rằng vong linh của thầy sẽ được yên nghỉ, không có còn vướng bận gì nhiều nữa cả nhà. Thầy cũng chỉ biết nói như vậy thôi, chứ cũng không biết nói như thế nào nữa cả nhà ơi.